Mô A Di Đà Phật. Đây chương trình Hoằng Pháp bộ kinh đặc biệt trình bày lược sử của Đức Thánh Thống Lãnh Giáo hội Phật giáo Tứ Ân Việt Nam Bửu Sơn Kỳ Hương với sứ mạng Thế Thiên Hành Đạo, kế thế tổ thầy Xiển Dương Chánh Pháp, giáo truyền đại đạo, cứu thế độ đời trong thời kỳ Hạ Nguyên Mạt Pháp Mạt Kiếp, do Hội đoàn Hoằng Dương Phật Pháp phụ trách. Trang trọng kính chào quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm đạo hữu thân mến. Từ bi khắc ghi trong lòng đạo tứ ân ta nguyện làm đầu, nguyện bao nhiêu tổ tiên cha mẹ, nguyện nhớ ơn tổ quốc thiêng liêng. Kính thưa quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm đạo hữu, bộ kinh Hoằng Pháp đặc biệt này gồm nhiều tập, nội dung trình bày lược sử của Đức Thánh Thống Lãnh Giáo hội Phật giáo Tứ Ân Việt Nam Bửu Sơn Kỳ Hương và cuộc diễn tiến của giáo hội. Chúng tôi sẽ trình bày một đoạn ngắn phần mở đầu của mỗi quyển kinh trong bộ kinh Sấm Truyền Hậu Giảng gồm 9 quyển, bộ kinh Hậu Kim Cổ Kỳ Quang gồm 9 quyển, quyển kinh Hậu Tứ Thánh, Lời Tâm Quyết, quyển Quyết Ngục Tâm Thư, quyển Thơ Chúc Xuân, Những Thời Thuyết Pháp, những bức tâm thư, đạo từ, quấn thị của Đức Thánh Thống Lãnh trong các cuộc đại lễ, đại hội của giáo hội. Kính mời quý vị lần lượt nghe và suy nghiệm. Đạo làm nhân chúng ta đo nguyện bác ân tam bảo cô thầy, nguyện biết ơn đồng bao nhân loại, nên tư ân người chớ phôi phai. Kính thưa quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm đạo hữu, trong chương trình bộ kinh Hoằng Pháp đặc biệt tập 2 hôm nay, kính mời quý vị nghe tiếp lược sử của Đức Thánh Thống Lãnh Giáo hội Phật giáo Tứ Ân Việt Nam Bửu Sơn Kỳ Hương. Cao Tứ Ân Bửu Sơn Kỳ Hương, vì Phật Pháp đem đạo cứu đời, vì Phật Pháp quy tổ chớ sơn, quyết theo thầy sai bóng. Thưa quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu, qua ngày hôm sau, Đức Thánh Thống Lãnh giả từ bào huynh thứ tư, anh chị tám và hai người em út cùng các cháu. Đức Thánh Thống Lãnh được ông chính Nguyễn Văn Nhân là một đạo hữu trung kiên đón rước Đức Thánh Thống Lãnh về tư gia của ông tại cù lao ông trưởng Tổng Định Hòa, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tạm nghỉ được hai hôm, tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng Đức Thánh Thống Lãnh cũng thuyết giảng, nói kinh, luận đạo cho ông bà chính nhân và các em cháu trong gia đình nghe để tinh tấn tu hành, tạo công bồi đức, rồi Đức Thánh Thống Lãnh giả từ để tiếp tục lên đường. Ngày 19 tháng 10 âm lịch, Đức Thánh Thống Lãnh đến ở tạm tư gia một đạo hữu trung kiên, tức ông bà Sáu Thiệt, tại xã Kiến An, Tổng Định Hòa, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thời gian ở đây, Đức Thánh Thống Lãnh thuyết giảng, nói kinh, giảng đạo cho trong gia đình ông bà Sáu Thiệt nghe để tăng trưởng thêm công đức tu hành. Và Đức Thánh Thống Lãnh lần lượt đến viếng chùa Tây An Cổ Tự thờ Đức Phật Thầy, chùa Ghe Sáu Bổ thờ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Trần Văn Thành, đền thờ Đức Ông Ba Nguyễn Văn Thới, chùa Tam Bửu thờ Đức Thánh Nguyễn Phước Thắng, một đại đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An, vân vân. Trong thời gian Đức Thánh Thống Lãnh còn ở ẩn nơi tư gia ông bà Sáu Thiệt, vào giờ ngọ ngày 26 tháng 10 năm Kỷ Sửu 1949,
Đức Thánh Thống Lãnh được ân trên Thầy Tổ, chư Phật Thánh Tiên hóa hiện tiếp điển Huệ Linh cho Đức Thánh Thống Lãnh giáng bút tiết lộ mái thiên cơ, sáng tác tiếp bộ kinh sống truyền hậu giảng. Quyển kinh thứ nhì tựa đề Minh Tâm Giáo Lý, theo lối văn Trường Thiên, Trắc Bình Đạo Vận, Thượng Lục Hạ Bát, Song Thất và Bát Cú Thi, gồm 4.032 câu. Đức Thánh Thống Lãnh có những lời vàng ngọc tiên tri về thời cuộc và giáo thế khuyên đời tu niệm. Hội đoàn Hoằng Dương Phật Pháp chúng tôi xin mạn phép đọc lại một ít đoạn y nguyên văn như sau. Tiên tri quán trị khắp địa cầu, trổ thánh sanh thần ruộng sâu, chiếu theo sắc lệnh lôi âm Phật, quy quốc triều dương lộ sơn đầu. Thử phàm lập chánh Nam Việt quốc, và giới đoạn. Có đoạn mang người tu niệm vẹn tư ân, trung hiếu làm xong phải thánh nhân, đem đạo cứu đời nên Phật hòa, pháp truyền ban xứng bậc thần. Thiên cảnh muốn về mau sửa soạn, phổ thông giáo lý độ toàn dân, lập thân hành đạo đời mến phục, dương danh hầu thế khắp xa gần. Và giới đoạn.
thế giới chư bạn khang tường. Lời
giới đoạn. Phật tiên dục thúc nghi môn dân.
đại cực ca phong thần tái diễn. Kính thưa quý đồng bào, quý ông bà cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu, trên bước đường sứ mạng xiển dương chánh pháp, Đức Thánh thống lãnh dân du nhiều nơi để giáo truyền đại đạo, tùy duyên hóa độ chúng sanh. Trong thời gian này, Đức Thánh thống lãnh thường ở ẩn trong tư gia của những đạo tâm, đạo hữu trung kiên để tiếp tục sáng tác cho hoàn tất bộ kinh sấm truyền hậu giảng. Đức Thánh thống lãnh được ân trên thầy tổ, chư Phật thánh tiên hóa hiện tiếp điển Huệ Linh, giáng bút tiết lộ mái thiên cơ, sáng tác những quyển kinh trong bộ kinh sấm truyền hậu giảng tại các địa danh như sau. Quyển kinh thứ 3 tựa đề Thọ Thế An Bang, Đức Thánh thống lãnh sáng tác tại Láng Linh, tỉnh Châu Đốc, ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Sửu 1949. Theo lối giang trường thiên, trắc bình đậu dận, thượng lục hạ bát, song thất và bát cú thi, gồm 4.626 câu. Mở đầu quyển kinh thứ 3, Thọ Thế An Bang, Đức Thánh thống lãnh có những lời vàng ngọc tiên tri về thời cuộc và giáo thế khuyên đời tu niệm. Hội đoàn Hoằng Dương Phật Pháp chúng tôi xin mạn phép đọc lại một ít đoạn y nguyên văn như sau. Thọ Thế từ bi Phật giáng trần, An Bang đình quốc độ hiền nhân, khai thiên hành đạo quý lập chánh. Giang sơn tay công thần, giang hồi thiên địa châu phục thủy, Việt Nam đại quốc khải hoàn ân. Thánh tổ ra đời khai minh thiện, soi ánh từ quang cứu nước dân, nước dân thoát khỏi ách tai nạn, cầu nguyện Phật trời giúp độ an. Thế phổ quần sanh kỳ ngôn hà, thoát qua khói lửa sắp chậm trễ xác thân khó bảo toàn. Và có những đoạn bể trần muốn thoát dốc tu hành,
đạo pháp làm tròn được công danh. Thư ân cho tròn nên công hòa, thiếu nghĩa lo tròn rằng sự sanh. Nhà tuyên từ thầy trong đời, chờ đón trước đưa những con lành. Thương cô Phật trời ba ngôi gì, tự toại nghìn đất thành quả gì vị giả nguyên. Cha mẹ đẹp mai rằng tổ tiên, chẳng uổng công phu mình tu luyện. Bao năm cực nhọc chốn môn thiền, Phật thánh chúc mừng cho phần trẻ về đây vui thú cõi thần. Đạt đạo dân du miền thượng cảnh, rõ thông mái tàu thấu cơ quyền, gọi ta bà chỉ biết lòng phàm khắp vạn gia. Tùy duyên quá độ người thiện kiếp, cứu thế diệu dân thoại tỏ danh thầy thương tiếng đạo. Năm châu hòa hiệp khải quang ca, bốn đạo đắc thành tâm sở nguyện, sẽ thấy di đức di đà. Di đà Phật hiện cứu chúng sanh, ngộ sắc hào quang hiện hiền lành. Đạo đường dân soi bốn bề, trung ương tỏ rạng sắc tam thanh. Nam Việt xuất thần lâm đại thánh, biên đồng ca phàm lập danh thông thiên địa, hương cổ quần lai hiền.
hồng tiên. Trung hiếu lượng toàn nam nhi tử, tiết trinh nữ địa tam lương hiền. Mở mắt nhìn trời xem thấm Phật, trong đồng tâm cõi hội thần tiên. Bửu sơn xuất hiện minh quân tổ, kỳ hương cục tay vàng và giới đoạn. Hãy subscribe.
quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu. Quyển kinh thứ tư, tựa đề Tứ Ân Ấu Lão, Đức Thánh Thông Lãnh sáng tác tại Dinh Ông Thẻ, Rạch Cái Dầu, Thị Đam, tỉnh Châu Đốc, ngày 24 tháng 12 năm Kỷ Sửu 1949. Theo lối văn Trường Thiên, Trắc Bình Đạo Vận, Thượng Lục Hạ Bát và Song Thất, gồm 4.140 câu. Mở đầu quyển kinh thứ tư, Tứ Ân Ấu Lão, Đức Thánh Thông Lãnh, có những lời vàng ngọc tiên tri về thời cuộc và giáo thế khuyên đời tu niệm. Hội đoàn Hoằng Dương Phật Pháp chúng tôi xin mạn phép đọc lại một ít đoạn y nguyên văn như sau. Bye.